Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh tin tức mới Và sau đây chúng ta cùng điểm qua những thông tin ngày hôm nay quý vị nhé Vũ Linh tên thật là Võ Văn Hoan Sinh năm 1958 tại thành phố Hồ Chí Minh Anh là một trong những nghệ sĩ thống trị sân khấu cải lương Việt Nam thời còn Hoàng Kim Những năm 1990 Vũ Linh học hành giang sở bởi gia cảnh khó khăn anh được gia đình cho học hát vào năm 13 tuổi ở trường Văn Phát, sau chuyển qua học ca cổ với nghệ sĩ Văn Vĩ. Năm 14 tuổi, Vũ Linh bắt đầu theo đoàn đồng ấu hoa thế hệ đi diễn ở nhiều tỉnh miền Nam. Sóng gió cuộc đời Vũ Linh phần nhiều gắn với tính ăn chơi của anh. Người trong nghề bảo nhau, đời có tứ đổ tường nguy hại thì anh vấp đủ, chẳng thiếu cái nào. Ông mê nhậu, nhiều cuộc nhậu không tính bằng giờ mà bằng ngày. Ham mê cờ bạc có lúc khiến anh mất một lần ba căn nhà có thời gian anh còn gần xa vào ma túy may mà thức tỉnh nhờ tình yêu với con gái đắm mình trong các thú vui độc hại ông hoàng cải lương hồ quảng nhiều lần lên voi xuống chó do mất hết nên chuyển từ làm kép hát sang làm bầu phải bán nhà bán đất để trả nợ chuyện tình duyên của anh cũng thác ghềnh không kém tài năng và nổi tiếng vũ linh luôn không thiếu phụ nữ yêu mến hâm mộ cuồng nhiệt bản thân anh cũng rất đa tình, vì thế mà đa đoan rồi vướng nhiều phiền lụy. Thời trẻ, Vũ Linh từng yêu sâu đậm một thiếu nữ xinh đẹp nhưng gia đình giàu có của nàng ngăn cấm do định kiến xứng ca vô loại. Đau buồn vì cuộc chia tay, Vũ Linh lún vào thói đỏ đen. May sau đó được sư phụ là nghệ sĩ Diệu Hiền nghiêm khắc thức tỉnh. Cuộc tình tiếp theo với một cô gái sống gần nơi đoàn hát đóng quân mang đến cho Vũ Linh một cậu con trai nhưng bé mất vì bệnh khi mới vài ba tuổi. Cú sốc này nhấm chìm Vũ Linh vào men rượu, và một lần nữa, người vực anh dậy, trả lại cho sân khấu cải lương một nghệ sĩ tài năng lại là ân sư Diệu Hiền. Có thời gian, Vũ Linh hẹn hò với nghệ sĩ cải lương Thanh Thanh Tâm. Họ từng tính chuyện hôn nhân nhưng nhân duyên không đủ nên đã chia tay. Sau đó, Vũ Linh còn có những mối tình giang dở khác. Hiện tại ở tuổi 63, vũ linh sống độc thân và thường xuyên làm từ thiện chia sẻ với một tờ báo vũ linh từng tâm sự trải qua bao nhiêu thăng trầm có lúc tên tuổi bị lu mờ do nhiều hoàn cảnh tôi nghiệm ra rằng cuộc sống luôn ban cho mình nhiều cơ hội con người cần làm việc có ích cho cộng đồng đó là điều còn lại mãi với thời gian cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại